quen nhỏ là thành công lớn. Tên tiếng Anh: Mini Habits, Small Habits, Bigger Result. Tác giả: Stephen Guest. Dịch giả: Trần Quang Vinh. Thuộc thể loại phát triển bản thân của nhà xuất bản Lao Động. Năm đầu tiên xuất bản: tháng 12 năm 2013. Thông qua cách viết ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, bạn có thể áp dụng ngay sau khi đọc xong cuốn sách. Stephen Guest sẽ giúp chúng ta nhận ra khái niệm thói quen nhỏ là gì. Mọi kết quả tốt đẹp trong cuộc sống đều đi từ những điều nhỏ nhất, và vì thành công cũng vậy, phấn đấu và duy trì các thói quen tốt hàng ngày là một con đường tốt để chúng ta đi đến thành công. Chúng ta hãy tập từ nhiều điều nhỏ nhất, ví dụ điển hình như thói quen đánh răng mỗi buổi sáng, hoặc mỗi ngày đọc ít nhất 2 trang sách. Bởi chỉ nghĩ mà không làm, chúng ta sẽ mất dần đi sự tự tin. Thói quen là một trong những điều quan trọng để thành công, và thông thường những người thành đạt luôn có những thói quen tốt hàng ngày. Gieo thói quen nhỏ gặp thành công lớn chỉ cho chúng ta cách để hình thành các thói quen của mình theo cách khoa học nhất, với những lý giải chi tiết về tác động từ những hành vi nhỏ nhất tạo nên thành công cuối cùng. Chúng ta sẽ hiểu như thế nào là góp gió thành bão. Riêng em cảm nhận tâm đắc nhất về cuốn sách này, bởi lẽ sách đã đưa em đến thành công từ những thói quen rất nhỏ. Nó quá nhỏ để thất bại, nhưng lại mạnh mẽ, không thể lường trước. Câu chuyện thứ nhất xảy ra vào hè năm lớp 1, khi mẹ đưa cho em một Rubik và nói: con cố gắng hoàn thành 6 bậc Rubik trong 2 tháng hè này nhé. Lúc đó em đã nghĩ điều đó khó quá, sao mình có thể làm được. Em lại nhớ một trong những bước hướng dẫn để thay đổi thói quen nhỏ là hãy nhắc bản thân rằng điều đó dễ dàng lắm. Thật vậy, từ những bước cơ bản của việc xoay Rubik là thói quen mỗi ngày dành 10 phút để luyện tập. Điều bất ngờ đã xảy ra, chỉ trong vòng 1 tuần, em đã có thể hoàn thành 6 mặt Rubik với sự bất ngờ của cả nhà. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra vào hè năm lớp 1. Thấy chữ viết em chưa đẹp, mẹ đưa cho em xem một bài viết với chữ nét chữ hấp đều và đẹp, rồi mẹ bảo: con ráng tập viết đẹp như vậy nhé. Em đã cho rằng việc đó ngoài sức của mình. Chợt em nhớ tác giả có nêu ra một ví dụ rất điển hình cho thói quen của tác giả, đó là hết đất một cái, chỉ một cái trong một ngày thôi để đi đến thói quen tập thể dục lâu dài. Thế là ngày hôm sau, em đã bắt đầu tập viết mỗi ngày chỉ 2 dòng với những nét cực kỳ đơn giản, cứ thế mỗi ngày một chút, từ nét rồi đến chữ đến câu. Sau 2 tháng, em đã có thể viết được bài thơ đẹp như mẹ đã từng cho em xem trước đó. Bởi thế tác giả có nói, thà làm ít còn hơn không làm gì cả. Làm mỗi ngày một chút có ảnh hưởng lớn hơn làm nhiều chỉ trong một ngày. Thói quen hình thành tính cách quyết định số phận. Vậy đấy, một thói quen tưởng chừng như rất nhỏ mà chúng ta lặp lại mỗi ngày có sức mạnh đáng sợ. Hãy để nhiều thói quen nhỏ gom góp lại thành một cuộc đời lớn và những thành tựu bạn nhé. Em xin hết. Em kính chào quý thầy cô và các bạn.